Đến rồi, mình dắt mấy bạn nhỏ đi tàu lửa trải nghiệm ha. Hôm nay mình đặt cái vé từ Sài Gòn đi Đồng Nai, ra Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay mình đặt cái tàu SE22 siêu VIP luôn, rất là sạch sẽ luôn. Khi mình bước vào cái chỗ lửa tay nè, rất là đẹp ha. Giá vé của một giường thì giường dưới thì 58.000, mình đặt ở trên Momo, còn giường ở phía trên thì 52.000. Rất là sạch sẽ và rẻ luôn ha. Còn trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí. Quá trời đẹp luôn. Gấp gấp gấp. Rồi, tàu lăn bánh rồi nha. Tàu bắt đầu lăn bánh rồi, đi chậm chậm nè. Rồi chạy chút xíu nữa là chạy rất là nhanh, nghe cái tàu lửa nó kêu xình xịch xình xịch, vui vui lắm, mấy bạn nhỏ thích lắm. Tàu đang chạy, mình đi như vậy có cảm giác nó hơi lưng lưng, hơi chóng mặt, bạn nào say xe như thế nào cũng khó chịu lắm nha. Giờ bắt đầu mình đi chuyến căng tin, nhưng mà gần tới ga Biên Hòa rồi, cho nên tàu chạy chậm lại. Mấy bạn nhỏ nhìn thấy rất là thích ha. Mùa hè này thì cho mấy bạn nhỏ đi trải nghiệm thử, rất là vui mà lại giá lại rẻ nữa. Mấy bạn nhỏ này thích lắm. Giờ thì bắt đầu mình xuống tàu đây. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Easy, easy. Rồi, mình đã tới.